cái rô nó cũng bự. Hai con đầu tiên nãy là nó đi con trọng, em thả con cá nhỏ luôn. Rồi mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình xin chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì bây giờ ngày hôm nay cả nhà, thì em cũng lên đường thăm cái dàn bãi cá cải tiến của em cả nhà. Thì cái clip trước, mấy clip trước em thăm bãi thì nói chung nó dính hơi tệ cả nhà. Thì nói chung thất thu cả nhà. Thì nói chung có nhiều mì em chia sẻ nhiều nghe cả nhà. Thì nãy giờ em cũng lội tới điểm cả nhà. Thì em mời cả nhà đồng hành cùng em đi thăm dàn bãi cá cải tiến của em nhé. Rồi, hành trang của em ngày hôm nay là cũng có nhiêu đây cả nhà. Cái rọng đựng cá với mấy cái lời mình để sửa lại cả nhà. Cái nào rách thì mình giảm giá cả nhà. Với một cái thuốc hút của em thôi. Rồi để tránh mất thời giờ cả nhà nữa, em mời cả nhà đồng hành của em đi thăm dàn bãi cá cải tiến của em nhé. Để em quay cam lại. Rồi, cái bãi tiếp theo luôn. Bãi này bữa nay thấy nhổng đầu cả nhà. Bữa nào bữa đầy kỹ lắm. Này đường cặp đó nha. Lớp nhỏ. Đi con chậm cả nha. Tháo luôn cả nhà. Rồi, cái bài tiếp theo luôn. Bảy hôm bữa em đặt giữa kinh nó nằm ở ngoài cả nha. À, cũng đây. Chỗ này thấy ngon quá cả nhà. À, có cả nhà. Cái này có hàng nè. Đừng còn cái lóc nữa cái rô cả nhà. Cái rô này cũng bự. Hai con đầu tiên nãy là nó đi con trọng, em thả con cá nhỏ luôn, một con cá rô. Mấy lúc trước làm quá trời tê cả nha, không có cá mắm gì hết. Đây con cá lóc cả nha. Rồi đang tắt máy em đặt lại cả nha. Tiếp tục cái lợp luôn các bạn. Cái lợp này hôm nay mình thấy nhích nhích cái nè. Là có hàng không đây? Này được con cá rô cả nhà. Cái rô này cũng bự. Không có cá lóc thì bắt cá rô cũng được nha cả nhà. Cái rô này cũng trồng. Rồi đem tắt máy đặt lại cả nhà. Rồi cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà mình đây. Bẫy này lợi em thấy nguyên pin cái này nha. Nó rất là
Cái này đợt này có hàng không đây? Lời thấy nhưng lơ lơ lờ cái lời cái nha. Ừ, được con cá tre chút xíu. Còn nhiêu cá sặc cá gô không? Thôi em đặt lại luôn. Ở cái bãi tiếp theo luôn. Cái này cho có cá không? Được con cá lóc coi nha. Có nhiều bắt nhiều cái này. Rồi đem tắt máy em đặt lại cái. Cái tiếp theo luôn. Cái này vô tượng nữa cả nhà. Vô tượng nhỏ luôn. Thấy không cả nhà? Con này nó hung cực kỳ luôn nè. Táp đây cả nhà. Ghê chưa? Con này nó hung lắm. Rồi đem tắt máy em xử lý nữa cả nhà. Đây cả nhà mới xử lý nữa rồi cả nhà. Rồi em thả nữa cả nhà. Rồi các bạn tiếp theo luôn. Bảy lít trước chín lắm cả nhà. Lít này như mình mới vô lấy con ếch đó nha. Thấy tùng tùng ếch đó cả nhà. Cũng được cả nhà. Không có cá dính ếch cũng được. Mới có cá không? Thấy mới vô thấy con ếch nó nhảy quậy. Như có cá luôn cả nhà. Vừa cá vừa ếch. Hai con cá. Hai con cá vừa ếch. Hai cả nhà. Ba con cá rô nữa đó nè. Bữa nay chưa thấy con nào bự hết. Cá toàn lôi gôi không. Rồi đem tắt máy em bắt nó vô cả nhà. Rồi nãy giờ em cũng đã về chạy về tới nhà nha cả nhà. Tổng kết thành quả ngày hôm nay cho cả nhà cùng xem cả nhà. Hôm nay cũng không có khá hơn mấy lần trước nhiều cả nhà. Cũng được nhiêu đây cả nhà. Được con ếch là cũng trọng. Với 4 cá lóc. Với mấy cá rô, cá chê cả nhà. Nói chung cũng kiếm ăn được cả nhà.
Đây số cá cũ hồi trước clip trước em thăm rồi cả nhà. Ăn chưa ăn hết nữa cả nhà. Mà tới cử thì mình phải thăm thôi. Cái này là cái clip cá hôm đợt trước em làm clip đó cả nhà. Em bắt chín đợt trước em dọn còn. Con này số cá mới bắt. Rồi clip em tới đây em xin kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip tiếp theo nhé.